nay đi tham quan được bảo tàng của thành phố Bà Rịa Vũng Tàu ha. Cái này thì ngay chỗ bãi trước đó, chỗ đó là bãi Hạ Long á, Hạ Long bãi trước thì giá vé là 40.000 người lớn, cái em là 20.000 học sinh sinh viên của tỉnh thì được free. Đây, nằm kế bên Bạch Dinh luôn, thì nếu mà ai đi chơi Vũng Tàu thì có thể đến đây là đi Bạch Dinh luôn. Hôm nay mình đi giờ này thì nó hơi vắng nha. Mọi người đi những cái giờ du lịch khác thì nó sẽ đông hơn và có người rất mình nữa. Đây, toàn bộ cái bản đồ thành phố tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này, nó gồm có Côn Đảo, rồi Xuyên Mộc, Đất Đỏ, đó, Long Điền. Ok, còn trên lầu nữa ha, để mình đi lên lầu coi sao. Vũng Tàu mình thì các bạn thấy không, có một cái đường biển rất là dài, rất là tiềm năng, rất là đã lắm. Nếu một cái khai thác thì rất là giàu lắm. Biển rất dài ha. Bậc thang cao quá. Đi mệt quá ha, bên đây rồi còn ở bên này nữa, rồi còn mấy lầu nữa, rất là rộng ha. Rồi thì đi tham quan thôi. Này nó có mấy lầu lận à, đi nãy giờ mình chưa hết luôn, rộng lắm. Mọi người đến tham quan thì sẽ rất là thú vị. Mọi người thấy không, đây là nhà tù Côn Đảo ngày xưa đó, xây lúa nè, bị đánh nè, ghê không. Rồi có mấy cái chuồng cọp nữa. Mọi người đến tham quan thì xem ha, mình không có quay ha. Đây là bảo tàng ở thành phố Vũng Tàu nha. Ok, bye bye. Tham quan xong thì ở phía sau ở đây cũng có một cái quán cà phê nè. Thì mọi người có thể là ghé nó uống cà phê rồi nghỉ ngơi ha, rồi đi chơi tiếp. Đó, sau mình uống cà phê. Ok, mình uống cà phê đây và hẹn gặp lại mọi người ha. Bye bye.